Lanh tô cửa sổ cửa đi, tuy nó là một cái cấu kiện phụ thôi, tuy nhiên thì nó cũng có vai trò khá là quan trọng. Nếu như mà chúng ta làm nó không chuẩn chỉ đúng kỹ thuật thì có thể nó sẽ gây ra những cái hậu quả khá là đáng tiếc, mất tiền, mất công. Đây là một trường hợp khá là phổ biến này, tức là như này thì có thể là thợ muốn làm nhanh, anh em hình dung là gác hai thanh thép vào, sau cái chỗ chỗ này lại không, thậm chí là không để tấm ván vào để giải vữa lên trên. Thông thường thì người thợ sẽ làm như thế này để cho nhanh hơn chút này, đặt tấm ván gác vào hai đầu cái viên gạch này, sau đó là giải thép này, sau đó là đổ vữa mắc tốt vào, thì vữa nhé, không phải là bê tông đâu, thì sau đó là xây luôn. Tất nhiên là khi làm như vậy thì vẫn ván khuôn này vẫn có trống nhá, thì xong đó xây luôn thì nó sẽ nhanh hơn. Tức là cách này là cách làm đổ trực tiếp, đổ lên tô trực tiếp. Chuẩn chỉ thì vẫn phải làm như vậy, nhưng mà nó phải là, nếu như anh em làm đổ trực tiếp nhá thì vẫn phải thép này, ván khuôn này, nếu mà có đan móc C thì phải cho móc C vào này, và làm ván khuôn cả hai bên, sau đó đổ bê tông chứ không phải đổ vữa. Bê tông nhá, bê tông nó có đá. Thì nếu như anh em hình dung là nếu như chỉ đổ vữa mắc cao thôi, ví dụ kể cả vữa cắt vàng mắc cao thôi, thì thậm chí là trộn 1:3, 1:3,5 thì đâu đó mắc nó chỉ là 100 hoặc hơn 100 một chút thôi đúng không? Làm sao bằng bê tông được đúng không? Bê tông chúng ta có đá rồi có xi đúng cấp phối thì mắc tối thiểu bây giờ cũng là 200 rồi đúng không? Thì rõ ràng là nó sẽ chịu được tốt hơn rất nhiều so với cả đổ vữa đúng không? Đó, thì đây là một trường hợp làm khá là ẩu anh em nhé. Đó thì không nên làm này, không nên làm này. Đặc biệt nếu như anh em quản lý thợ sau này thì nhắc nhở thợ là không nên làm này nhé. Cái này lỗi nó nhỏ thôi nhưng mà nó ảnh hưởng khá lớn, bởi vì sao anh em dung à? Với những cái cấu kiện đặc biệt cửa rộng nhá mà làm như này thì cái lanh tô này chịu lực rất là yếu, hầu như là mắc của nó nếu mà đổ vữa thì mắc 100 thì nó tương đương với mắc gạch khác gì đâu đúng không? Thì làm sao chịu được một nhiều cái gạch để vào như này trong quá trình sử dụng nha, em hình dung là đặc biệt là đối với những mặt cái căn nhà mà được mặt đường ấy, đi lại xe cộ đi lại rất nhiều, nó dầm dầm xe tải đi dầm dầm, nó mà rung rung cái thì có thể cái này nó không đủ đảm bảo độ chịu lực này, sau đó cái tường khối trên này đè xuống thì có thể nứt tại góc hoặc là nứt tường ở vị trí quanh cửa sổ này đó anh em dùng. Cái này nó rất phổ biến, thì đầu tiên là cái này nhá. Đó rồi, một cái thứ hai nữa này, cho anh em xem luôn. Trước tiên là cho anh em xem cái hình ảnh thi công cái khuôn cửa gỗ. Thì bình thường thì hầu hết những cái nhà dân, nhà phố truyền thống thì đều có cái cửa gỗ ở cái cửa đi chính vào phòng khách tầng 1 đúng không? Đó thì thông thường là sẽ phải đặt cái khuôn trước, trong giai đoạn mà xây như này để nó liên kết với cái tường xây thông qua những cái dầu thép này này. Tóm lại là đặt đặt, đặt trước nhá, chứ không không xây xong xong chèn vào được. Nên hôm nào hiểu hôm nào như vậy. Tất nhiên là xây xong vẫn chèn vào được thì vẫn đục ra, vẫn đục tường ra xong cho dầu vào, đổ bê tông vào vẫn được, nhưng mà nó tóm lại là thông thường là sẽ đặt trước và xây xây chèn cùng trong cái đoạn xây này này. Đó anh em hình dung là nó sẽ có, thông thường nó sẽ có ô thoáng trên này, thì có sẽ có hai cái trên và cái dưới như này. Cái trên thông thường có thể là nó sẽ dày hơn cái dưới một chút, hoặc có thể là bằng nhau, là 6 phân hoặc 7 phân hai này. Thì như này có khá nhiều các bác thợ là không đổ lanh tô tại vị trí trên cái cửa gỗ này. Đó anh em có thể xem một cái hình ảnh thi công như này. Hậu quả đáng tiếc nhé. Đó. Đây là hình ảnh đục cái tường ra để mà thay cái khuôn cửa nhé. Lý do là sao? Nó bị võng. Tôi cũng không rõ là cái khuôn này nó võng trước hay là sau khi xây. Tuy nhiên là cái xác suất võng khi mà sau khi xây ấy, tức là khi mà chúng ta xây nhé mà không đổ lanh tô này mà xây chèn chèn đáy dầm, anh em hình dung là chèn đáy dầm thì phải chèn chéo trong một gõ căng đúng không, thì có thể khi gõ gõ căng viên gạch chéo xuống ấy thì nó sẽ gây áp lực làm cong cái gỗ này, hoặc là cái khối, ngay cả cái khối lượng gạch này nó cũng nặng chứ đúng không. Đó thì anh em hình dung là nó sẽ có xác suất là bị võng, và khi mà võng khoảng 4 năm đi thì là bị võng rồi, nhìn mắt thường thì thấy rồi, thì sau này cánh cửa sẽ khó mà đẹp được, hoặc là che kín hết thì cũng khó mà đẹp đúng không. Tóm lại là trả giá đây, đục đây, anh em xem video luôn này, đó đục nhá, đó đục đục thoát thoát luôn đó. Thì đây là một cái trả giá anh em nhé, nó phóng nó trong đổ lại cái lanh tô này,
Đổ lạnh tô thì cách đổ như nào thì bình thường thì chúng ta vẫn làm bắn đáy thành thôi, xong là nếu như cái này người ta đổ ở trong này, anh em làm cái phễu vát ra, đổ bê tông nó mềm mềm thôi, sau nó đổ vào thì vẫn được, theo tôi thì tôi vẫn được, hoặc là anh em đổ bớt lại một ít xong nó chèn vữa vào. Thì tuy nhiên thì nếu như chuẩn chỉnh nhất dùng vữa tự chảy không có ngót, nhưng mà cái đấy nó tốn tiền tốn tiền thôi, thì đổ vào thì chắc chắn vữa chảy không ngót thì nó sẽ chảy được tất cả tiếp xúc với cả cái tường đó, đó là một cái trả giá như nhé, đục hết cả hai bên ra luôn đó, sau đổ lại đánh tô này, sau đó xây lại đó, xây lại sau đó là chính xác luôn, là cái này là đổi phương án, đổi ván cửa luôn cái này đổi phương án thành cửa 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 cường lực luôn, cửa nhôm 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 hệ kính hộp cường lực bản lề thủy lực đó, nói chung là kính hộp, cái loại kính hộp nan đồng á. Thì theo quan điểm của tôi thì nên đổ lanh tô, cho dù là cái cửa này hẹp hay là không hẹp nên đổ lanh tô nhé. Thì cách làm như nào thì nếu như là không đổ lanh tô hay là đổ lanh tô ấy, chúng ta vẫn phải chống, khi lắp khuôn vào thì chống vào đáy này, chống vào liên kết hai cái sừng ngang này, sau đó tiếp xúc với đất, sau đó mới đổ lanh tô, sau đó mới xây đó, thì đó là cách để giữ cho cái khuôn này nó không bị võng đó. Thế thì trong quá trình thi công lanh tô như này thì bản thân anh em có gặp những cái lỗi nào mà nó khác hay cái này không, thì có thể để lại cái comment ở dưới phần bình luận để cho anh em cùng biết nhé.